Xin chào tất cả quý vị và các bạn, cùng đến với xe 24 giờ để biết thông tin về giá xe, tổng ấn bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Hyundai Accent số sàn bản đủ ạ. Chiếc xe Hyundai Accent số sàn bản đủ này khi mà sang cuối tháng 8 này đang có các chương trình khuyến mại như nào thì em sẽ giới thiệu cho em một cái chi tiết cụ thể ạ. Còn chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng ấn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép được đi vào vấn đề chính ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe. Với giá niêm yết của chiếc xe này đang là 472 triệu ạ. Sang cuối tháng 8 này thì đại lý chúng em đang bán cho anh em với giá đang là 460 triệu ạ. Tức là giảm giá cho anh em là 12 triệu tiền mặt đấy ạ. Vậy thì chiếc xe Hyundai Accent số sàn bản đủ này là máy nồi đang là 539 triệu ạ. Còn trả góp thì là 177 triệu. Còn là tỉnh thì đang là 510 triệu. Trả góp thì là 148 triệu ạ. Còn là tỉnh áp thuế 12% thì đang là 519 triệu. Trả góp thì là 157 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 530 triệu. Trả góp thì là 168 triệu ạ. Còn một giá tốt hơn hay khuyến mại nào, tặng phụ kiện là sao, chi bánh nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất trường nhầm nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho về những tính năng option ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể. Kích thước tổng thể con này thì dài đang là 4m440 ạ. Rộng là 1m729 nhé. Còn cao là 1m460 ạ. Về chiều dài cơ sở nó dài đang là 2m60 ạ. Và khoảng sáng gầm xe là 15cm nhé. Đấy, về kích thước tổng thể. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần mặt lưới ca lăng ạ. Mặt lưới ca lăng của nó vẫn sử dụng ngôn ngữ của Hyundai, đó chính mặt lưới ca lăng hình lục giác dạng thác nước nhé. Phiên bản 2021 này thì mặt lưới ca lăng của nó đã rộng hơn. Nhìn nó rộng hơn và thiết kế nó rộng hơn này. Viền xung quanh mạ chrome, kiểu chrome của nó rất là nhìn trông nó rất là hiện đại và sang trọng nhá. Và tiếp theo em giới thiệu cho anh em về phần cụm đèn phía trước ạ. Cụm đèn phía trước của bản 2021 này thì nó giống như bản 2020, đó chính là mặt cụm đèn nó đèn halogen dạng projector nhá. Và tích hợp thêm được đó chính là có thêm đèn góc chiếu này, đây đèn góc chiếu nhá. Đèn góc chiếu thì giúp cho ánh sáng nó sẽ rộng hơn. Đó. Còn đây là giản nén ban ngày này, bản ban ngày của 2021 này nó thiết kế nó đã khác hơn. Nhìn trông nó kiểu cách hơn nhá. Còn đêm giới thiệu cho anh em về phần đèn gầm này. Đèn gầm của nó cũng giống như bản 2020 là đèn halogen dạng projector nhá. Nhưng mà kiểu cách nó thiết kế nhìn trông nó sẽ sang trọng hơn rất là nhiều. Còn em giới thiệu cho anh em tiếp theo nữa đó chính là phần sườn xe này. Phần sườn xe của chiếc xe số sàn bản đủ này thì nó giống như là bản số tự động. Và phần sườn xe nó được dập lỗ rất là nhiều, tạo cho chiếc xe nhìn rất là cứng cáp, chắc chắn và không kém sự sang trọng ạ. Còn em giới thiệu cho anh em về phần bánh xe này. Bánh xe của này sẽ là vành đúc hợp kim nhôm nhé. Màu là màu bạc trắng đấy ạ. Vành nó vành 15 inch để cho số sàn bản đủ và số tự động bản tiêu chuẩn. Còn số tự động bản đặc biệt thì sẽ là vành 16 inch nhé. Phanh đĩa cho cả 4 bánh này. Các tính năng an toàn đi theo đó chính là phanh ABS này, cân bằng điện tử xe ESC này, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA này và rất nhiều tính năng an toàn. Thì em xin phép sẽ cuối video giới thiệu cho anh em.
Còn em giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu này. Gương chiếu hậu của nó sẽ là cùng màu thân xe nhá. Tích hợp trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương bằng đèn LED này. Nó sẽ giống hoàn toàn giống phiên bản 2020 nhé. Đây phần gương chiếu hậu này. Nhưng mà bản này thì sẽ không có cụp gương tự động đâu nhé. Đó. Còn đây em giới thiệu cho anh em tiếp theo nữa là tay nắm cửa. Tay nắm cửa của bản này sẽ là tay nắm cửa cùng màu thân xe. À xin lỗi ạ, nó sẽ là tay nắm cửa mạ chrome nhé. Và tích hợp trên đấy sẽ là có nút bấm trên tay nắm cửa, đó là chìa khóa thông minh. Đây, tay nắm cửa mạ chrome cho cả bốn cánh cửa nhé. Còn đây, em tiếp theo em giới thiệu cho anh em về phần phần đuôi xe. Phần đuôi xe thì của chiếc xe Accent số sàn bản đủ này thì phần đuôi xe của nó bản này thì được nó nhìn cái cơ bản thì sẽ giống như phiên bản 2020 là được dập nổ rất là nhiều, cứng cáp chắc chắn thì rất là cứng cáp chắc chắn nhá. Đấy. Phiên bản 2021 này thì sẽ nào được thêm được đó chính là phải phần cản sau. Cản sau của bản 2021 này được thiết kế thì trông nó đã sợ nhìn trông nó rất là sang trọng. Rất sang trọng luôn. Đó chính là có thêm mạ chrome này. Đấy. Phần thoát gió nhìn trông nó góc cạnh hơn rất là nhiều. Các tính năng an toàn đi theo thì sẽ là có như sau, đó chính là có cảm biến lùi 4 mắt này, 1 mắt, 2 mắt, 3 và 4 mắt nhá. Đấy. Cam có thêm được nữa, đó chính là camera lùi này. Đó. Ok, tiếp theo em sẽ mở cho anh em cốp xe sau thì sẽ là cốp có rộng không nào. Cốp sau của chiếc xe Accent 2021 này nó giống hoàn toàn như bản 2020 là cốp rất là rộng nhá. Cốp rất rộng, nhưng mà nó một điểm trừ, đó chính là cốp sau này thì hàng ghế thứ hai của nó sẽ không gặp được, nên là để đồ dài. Để đồ dài thì mình sẽ không để đồ dài được, hàng ghế thứ hai mình không gặp được nhé. Đấy. Đấy, em giới thiệu cho anh em về phần bánh xe dự phòng này. Bánh xe dự phòng của chiếc xe Accent số sàn này thì sẽ là bánh sẽ là giống như bốn ốp chính nhé, giống như bốn ốp chính nữa, vành đúc hợp kim nhôm màu bạc trắng và vành sẽ là vành 15 inch. Ở giữa này sẽ là bộ đồ tháo lốp và kính lốp đấy ạ. Đó. Đây em giới thiệu cho anh em về nội thất này. Nội thất của chiếc xe Accent số sàn bản đủ này thì nội thất của nó là nội thất màu be kiếp màu đen, tạo ra không gian nhìn rất là rộng rãi và sang trọng ạ. Còn tiếp theo em giới thiệu cho anh em nữa là phần ghế này. Ghế của bản số sàn bản đủ như là số tự động bản tiêu chuẩn sẽ là ghế lỉ nhá. Ghế lỉ và ghế được chỉnh cơ 6 hướng đấy ạ. Còn em giới thiệu cho anh em về phần vô lăng này. Vô lăng của bản này sẽ là vô lăng 3 chấu nhá. Tích hợp trên đấy sẽ là có đàm thoại rảnh tay này, điều chỉnh âm lượng này. Và bên này sẽ là điều chỉnh về bản đồ táp lô nhé. Số túi khí bản này sẽ là 2 túi khí đấy ạ. Còn riêng cho số tự động bản đặc biệt sẽ là có 6 túi khí thôi. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần cánh cửa này. Cánh cửa của bản này thì sẽ có, đó chính là có cục gương này, điều chỉnh 4 mặt gương này, chốt cửa, khóa kính. Và bản này sẽ là có lên kính cho 4 cánh cửa. Riêng ghế lái thì sẽ là có tự động lên và xuống nhé. Đó. Ok, tiếp theo đi sâu vào bên trong nội thất để giới thiệu cho anh em về bên trong nội thất nhé. Gì không ạ? Đầu tiên nó sẽ chìa khóa thông minh một chạm nhá. Đây, em giới thiệu cho anh em về bảng đồng hồ táp lô này. Bảng đồng hồ táp lô của chiếc xe Accent số sàn bản đủ này thì bảng đồng hồ táp lô của nó sẽ là bảng đồng hồ điện tử rồi nhé. Bảng đồng hồ điện tử đấy ạ, digital đấy ạ. Ở đó đầy đủ rất nhiều thông tin nhá. Đây là công tơ mét này. Đấy, còn đây là nhiệt độ, đây là mức nhiên liệu này. Còn đây là vòng tua động cơ nhá. Còn đây là mức đây là nhiệt độ nước làm mát này. Đó. Còn đây là cài đặt các cái thông tin từ hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, cửa, các thứ. Nó cài đặt cho anh em rất là chi tiết đầy đủ cho anh em. Còn đây là màu đỏ hay màu vàng đằng này, đó chính là đèn cảnh báo nhé. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần cần điều chỉnh ánh sáng này. Cần điều chỉnh ánh sáng nó có chế độ auto là gì ạ? Là tự động bật sáng khi vào trời tối, hầm tối nhé. Theo em, anh em luôn luôn để chế độ auto như này, rất là tuyệt vời đấy ạ. Còn em giới thiệu cho anh em về phần cần gạt mưa này. Cần gạt mưa của nó thì sẽ có chế độ auto là tự động gạt mưa nhé, tự động gạt mưa đấy ạ. Đó, rất là tuyệt vời đúng không anh em? Còn em giới thiệu cho anh em về màn hình cảm ứng này. Màn hình của nó sẽ là màn hình cảm ứng 9 inch đấy ạ. Màn hình có kết nối Bluetooth, có định vị và có màn hình kết nối Apple AirPlay và Auto Android nhá. Phiên bản mới này thì màn hình nó to hơn, thiết kế nó lồi ra và sang trọng hơn. Và đặc biệt nó sẽ thêm hệ thống điều hành Auto Android. Trước này nó có chỉ hệ thống Apple CarPlay thôi ạ. Đó đấy, màn hình to nhá, lồi ra nhá, viền xung quanh nhìn cho nó sang trọng hơn. À, điều hòa sau là điều hòa cơ chỉnh tay nhá. Điều hòa cơ chỉnh tay đây ạ, đây là điều chỉnh hướng gió này, tốc độ gió này và đây là hướng gió này, đây là nhiệt độ này. Còn đây là lấy gió trong này, lấy gió ngoài, sáng như này đang lấy gió trong nhá, mình tắt như này sẽ lấy gió ngoài đấy ạ. Còn đây là sấy kính sau ạ. Ok, tiếp theo em giới thiệu cho anh em phần phía dưới ạ. Bên dưới đằng này thì sẽ có thêm, đó chính là có
cổng USB này, à đây là tẩu tẩu thuốc lá nhá. Còn cái lối AUX này, USB này và đây cổng điện 12V ạ. Đó. Còn đằng này thì sẽ để đằng này thì sẽ để điện thoại nhá. Để điện thoại hợp lý hơn. Cái đây vì là chiếc xe này thì sẽ không có sạc thông minh IQ đâu ạ. Đấy, chỗ này thì mình để điện thoại thôi ạ. Ok, tiếp theo em giới thiệu cho anh em về cần số ạ. Giới thiệu cho anh em về cần số của chiếc xe Hyundai Accent, số sàn bản đủ này sẽ là hộp số sàn 6 cấp nhá. Đấy, hộp số càn sàn 6 cấp thì hộp số thì nó cơ bản thôi. Đấy, em giới thiệu cho anh em về phần phía dưới này có gì nữa không ạ? Đó chính là phanh tay, chính là phanh cơ nhá. Còn đây là hộp tàn để tàn thuốc lá này, rất ưu ái cho anh em nam đúng không ạ? Đây này để cốc nước này. Còn đây là hộp tựa tay trung tâm, rất là to nhá, rất là to bản đấy ạ. Em giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu bên trong xe này, nó là các gương cơ bản thôi, nó không gì quá nổi bật cả. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần đèn trần này. Đèn trần của bản này thì xe là có 3 chế độ là luôn luôn đóng này, mở cửa từ sáng và luôn luôn sáng nhá. Hoặc anh em có thể bấm cơ trực tiếp vào đây này. Đó, đây này. Đó, mình có thể là sáng được. Còn đằng này nó chính là gì ạ? Để kính, để tài liệu đăng ký đăng kiểm mình để đây nhá. À, bản này sẽ không có cửa sổ trời nên là không có cái nó sẽ là phẳng nhá. Đấy, trần của nó sẽ trần phẳng màu ghi nhá. Đó. Ok, giờ em sang hàng ghế thứ hai để giới thiệu cho anh em ạ. Đây giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai nhé. Hàng ghế thứ hai nó giống như hàng ghế đầu tiên, đó chính là sẽ có nó chính là ghế sẽ là ghế lỉ kết hợp màu từ màu be và màu đen tạo ra không gian nhìn rất rộng rộng rãi. Nhưng hàng ghế thứ hai này có một điểm trừ, đó chính là hàng ghế thứ hai mình không được sáu gập được ghế và cũng không gập được 60-40 nhá. Đấy, và nó sẽ không có tựa tì tay trung tâm. Đó. Còn đây em sẽ đi sâu vào bên trong để giới thiệu cho anh em này. Đó. Em cao 1m80 nhá. Nhưng mà để vẫn còn thừa một nửa găng tay này, để chân rất thoải mái luôn ạ. Đó. Tiếp theo giới thiệu cho anh em nữa, nó sẽ là hàng ghế thứ hai được, nó sẽ là có cửa gió cho hàng ghế thứ hai nhá. Điều hòa sẽ mát hơn rất là nhanh luôn đấy ạ. Đó, đây là điểm cộng rất là lớn đấy ạ. Và nó sẽ có thêm được nữa, đó chính là cổng sạc điện thoại nhá. Trong này tối hơi tối chút, em sẽ quay hơi hơi tối nhá. Đây, cổng sạc điện thoại này. Đó. Em giới thiệu cho anh em về phần động cơ này. Động cơ của bản số sàn bản đủ này vẫn sử dụng động cơ là động cơ Kappa 1.4, tạo ra một động cơ thương hiệu rất là lâu nay rồi. Đấy, với mô men xoắn cực đại của nó thì đang là 132 Nm trên 4.000 vòng trên phút nhé. Còn công suất cực đại nó đang là 100 Nm trên cho 6.000 vòng trên phút đấy ạ. Đấy, còn dung tích bình nhiên liệu bản này sẽ là 45 lít nhé. Ở đây chi tiết vào bên trong em giới thiệu cho anh em này. Đây là màu xanh này, đó là nước rửa kính này. Động cơ sẽ 4 xi lanh thẳng hàng nhé, 1, 2, 3 và 4 ạ. Đây, còn đằng này thì sẽ là cổ hút để đến rất cao rồi đúng không ạ? Acquy nó acquy khô nhé. Còn màu vàng nó chính là dầu phanh đấy ạ. Ok, giờ em sẽ sang bên tổng thể giới thiệu cho anh em về tổng thể cũng như là những tính năng an toàn của chiếc xe Accent số sàn mà đủ có gì không ạ. Đây giới thiệu cho anh em về tổng thể này, về kích thước tổng thể như đầu video em giới thiệu cho anh em rồi. Về những tính năng an toàn của chiếc xe Accent số sàn bản đủ này có những tính năng an toàn như sau. Gồm có phanh ABS này, cân bằng điện tử xe ESC này, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA nhá. Phân bố được phanh điện tử ABD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc rất là tuyệt vời đúng không em? Và có hỗ trợ ổn định thân xe này, hệ thống chống trộm này, mã hóa động cơ này và hệ thống kiểm soát lực kéo này. Số túi khí bản này thì có hai túi khí đúng không ạ? Em đã giới thiệu cho anh em rồi ạ. Về màu sắc thì bản này sẽ là cổng có sẽ có 6 màu nhá, như màu trắng mình đang xem đấy ạ, màu bạc, màu đỏ, màu vàng cát, màu vàng be và màu đen ạ. Tổng sẽ có 6 màu ạ. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe cũng như là những tính năng option của chiếc xe Hyundai Accent số sàn bản đủ rất là chi tiết cụ thể cho em rồi. Thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé. Để em sẽ giới thiệu cho anh em toàn bộ dòng xe của Hyundai cũng như em sẽ cập nhật về giá cho anh em một cách liên tục để cho anh em sự chuẩn bị tài chính mình tốt nhất để mình mua chiếc xe này hay cần phải mua những bản cao cấp hơn. Thì em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em.